nữ chiến binh cô độc. Tôi lẻ loi lắm. Quý vị yêu tôi, quý vị luôn ở bên tôi để động viên cổ vũ tôi. Nhưng tôi là người cầm lái. Tôi nói sai một lời, tôi hành động sai một tí là sẵn sàng ngay và luôn ghép tội tôi, kết tội tôi để bụng miệng tôi, để cho mọi chuyện nó chìm xuống và răn đe luôn những kẻ nào dám nói lên sự thật. Tôi đã nói rồi, tôi xác định luôn, nếu điều đó có thể xảy ra, hãy làm đi. Tôi nói với vị nghe, tôi sống với người nghèo, tôi hạnh phúc. Tại sao tôi không chơi với người giàu? Tại không sao tôi không chơi với những người quyền cao chức trọng? Tôi không sống vậy được. Cho nên đừng có nghĩ rằng dễ ăn hiếp tôi, khó nuốt lắm. Vì chân lý sống của tôi á, là tôi sống cho người dân, trái tim tôi chọn người dân. Vì khi tôi lên tới đỉnh cao rồi, tất cả nó được bằng cảm xúc. Đó là cuộc đời này là một trò chơi trí tuệ, đúng không quý vị? Chúng ta sống chết cũng vì cảm xúc. Và mọi hành vi của chúng ta diễn ra trong suốt cuộc đời của chúng ta cũng là cảm xúc. Nhưng cảm xúc đúng hay cảm xúc sai là do khái niệm và ý chí sống của mỗi người. Một khi đã xa lầy rồi không đứng lên được, một khi đã trượt chân rồi thì không dừng lại được đâu. Cho nên tôi thà nghèo chứ tôi không hèn. Tôi thà là nói lên sự thật chứ tôi không bao giờ để cho người khác tụng miệng tôi đâu. Vì tôi sinh ra không phải để như vậy. Tôi cô độc. Tiếng Anh nói làm sao? I love you.